rau, trái cây, củ quả này. Đối diện là giáo xứ Bình An, nữ vương bang Bình An. Còn phía bên kia là gì? À, giáo xứ Bình Thái. Ok, mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem rồi mình sẽ vào chi tiết quay cho các bạn xem luôn nha. Đó, bây giờ đèn đã lên rồi thì mùa Noel cũng đã rộn ràng rồi, đã tới rồi đối với tất cả mọi người trên thế giới này. Thì mình là người ngoại đạo nha các bạn, mình là người ngoại đạo, không có theo đạo Công giáo đâu, nhưng mà thực sự là những cái gì tốt đẹp, những cái gì tuyệt vời trên cái trái đất này, trên cái hành tinh này thì đều là tốt cả. Mình không bàn đến vấn đề là đạo này đạo nọ các bạn. Tất cả đều muốn là mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc ấm no mà. Ở đây là một cái khu vực hộ gia đình nha, họ làm rất là đẹp luôn các bạn. Ok, quá đẹp luôn. Cái này là ở khu vực phường 6 đó, phường 6 Phạm Thế Hiển nè. Ok, khá là rộn ràng luôn. Bây giờ thì mới có hơn 6 giờ à, mới có hơn 6 giờ tối, cho nên là những cảnh tấp nập buôn bán rồi nhiều người họ mưu sinh. Sống thật ra ở đây khu vực quận 8 là khu vực ngoại thành, cho nên là người lao động khá là nhiều nha các bạn. Thì ở đây theo mình được biết thì ở đây thì anh em miền thường nhật của họ, nhưng mà vì công việc mỗi người có mỗi công việc, rồi mình đi làm mình cũng không có thời gian, chỉ mình chỉ tranh thủ là ban đêm này rảnh rỗi thì mình đi vòng vòng các con phố Sài Gòn, các quận ngoại thành để mà quay cho các bạn xem vào ban đêm thôi. Cái ban ngày thì cuộc sống nó mới tấp nập, nó xô bồ. Ban đêm thì mọi người cũng đã, nhiều người họ đã nghỉ ngơi rồi, tận hưởng cuộc sống về đêm. Sài Gòn của chúng ta là Sài Gòn về đêm. Đó, mọi người ở đây đăng ký cũng khá là đẹp đây. Yeah. Ở đây có một hang đá đẹp này, người ta chưa có xong, người ta làm cái sân bạc đó. Lâu lâu thì các bạn thấy có một cái tòa cao ốc đây, có đang xây dựng đây ở khu vực đường Phạm Thế Hiển. Hôm nay thì mình thấy nó không được rộn ràng như năm ngoái ta, vì chưa có tới nha các bạn. Cái đây là 18 rồi, 18 tháng 12. Còn 6 hôm nữa là chúng ta sẽ tới Noel. Và cái đêm đó thì cái đường này nó chặt kín luôn, các bạn đi không được đâu. Đó, cho nên là nếu mà bạn muốn mà hưởng lạm cái cảnh mà Noel rồi nhìn vào những cái hang đá hoành tráng, những cây thông Noel tuyệt vời á, thì các bạn nên là đi vào trước đó khoảng 2 ngày. Một hai ngày thì nó không có tấp nập, nó không có đông, không cảnh chen lắm. Còn mà các bạn đi vào cái thời điểm đúng cái ngày Noel thì đúng như vậy là mới ý nghĩa ha. Nhưng mà như vậy thì phải chen lắm. Ok. Đây là cái giáo xứ thứ ba nằm trên đường Phạm Thế Hiển nè. Giáo xứ thứ ba mình cảm thấy lớn á. Thường mình chỉ đi vào cái con đường chính thôi, đường Phạm Thế Hiển thôi, chứ mình không có đi vào hẻm nha các bạn. Của các bạn biết mà có những cái điểm nào ở trên đường Phạm Thế Hiển tuyệt vời hơn thì các bạn có thể comment bên dưới. Ok, wow, quá đẹp luôn. Ô, thông Noel cao quá, đẹp quá. Đây là mừng Chúa Giáng Sinh, mừng Chúa Giáng Sinh. Đây là nhà thờ Bình An các bạn. Quá đông luôn. Quá là đẹp. Ok, mình sẽ đi thêm một vòng nữa để vào bên trong. Rồi lúc mình ra mình sẽ quay chi tiết cho các bạn từng cái nhà thờ. Cho nên là video này khá là dài. Nếu các bạn thấy mà không đủ kiên nhẫn thì các bạn sẽ tua ra tới cái đoạn mà bạn thích xem, cần xem. Okay, ở phía trong này thì không biết còn nhà thờ nào không ta. Mình nghe nói là có tới là tới năm cái nhà thờ, năm giáo xứ nằm trên cái đoạn đường Phạm Thế Hiển này. Ok, mình sẽ tiếp tục đi qua khỏi cái khu này qua xem. Khi còn học đại học thì mình cũng thường hay qua đi chơi các bạn, nhưng mà khi đi làm rồi không có thời gian, thực sự là như vậy. Bây giờ mình cũng cảm nhận là mình phải dành cho mình một cái khoảng thời gian để mình phải quay lại những cái ngày
mà mình vui chơi đó. Chúng ta đây là chúng ta đang các bạn thấy có ghe được không, qua cầu này, cái cầu gì đây, cái cầu gì, vẫn còn cái cảnh nước ở khu quận 8 này, nếu mà chiều cường lên là các bạn thấy cảnh nè, thấy cảnh lội nước kìa các bạn. Đây qua khỏi cầu. Ok. Mình suy nghĩ ở đây cũng có một cái đấy, rất là đẹp này. Ở phía trong này còn nhà thờ nào chị? Còn hả chị Dũng? À, ba cái này hả? Cảm ơn. Ồ, ba cái nữa. Như vậy là cái đường Phạm Hiển này nãy đi ba cái rồi. Ba cái rồi các bạn. Giờ đi thêm ba cái nữa. Đó, đi hết đường này cho bạn xem luôn. Cho nên là video hơi dài nha, các bạn nhớ kiên nhẫn. Còn nếu các bạn muốn kéo đến cái đoạn nào mà cảnh đẹp của những cái giáo xứ nhà thờ thì các bạn sẽ kéo đến đoạn đó. Nhân đây thì mình cũng cảm ơn gần 5.000 bạn đã đăng ký kênh của mình. Cả để kênh của mình đã gần 5.000 bạn đăng ký các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Và đa số là nam nữa mà. Không biết là cái kênh của mình sao nhiều bạn nam đăng ký. Mình không có làm về quay nhiều nữ đâu. Thực ra là vừa rồi là cái đợt SEA Games vừa rồi á, ở đây phố Nhân Vợ Nguyễn Huệ thì quá trời bạn nữ luôn, xinh đẹp quá trời luôn. Kiên nhẫn mà đi hết đoạn đường này. Cái đường Phạm Thế Hiển khá là dài nha các bạn, nó đâm thẳng từ từ khu vực đầu đường quận 8 mà nó nhảy qua phía bên kia hết đường là nó tới quận Bình Chánh rồi đó, huyện Bình Chánh rồi đó. Mình coi trên cái bản đồ là mình thấy như vậy. Còn mình cảm nhận là đi khá là xa rồi, không phải 2 cây số như mọi người nói đâu, không phải là 2 cây số mà quá dài luôn nè. À, đây con già Noel đây, đi đâu đây. Đẹp bên trong đó là thánh đường Bình An Thượng. Thánh đường Bình An Thượng. Ok, mình sẽ quay lại quay vào đó xem sau nha bạn. Bây giờ mình sẽ đi hết cái đoạn đường này. Nếu như bạn có Bình An Thượng sẽ có Bình An Hạ. À, chắc chắn rồi, nãy mình chưa thấy Bình An Hạ. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Ok. Đó, các bạn cứ theo dõi kênh YouTube của mình thì mình sẽ quay tất cả chi tiết các bạn xem về cái cuộc sống Sài Gòn. Mình không có cắt ghép đâu các bạn. Thực ra là các bạn thấy nếu các bạn nhiều bạn mà đã xem cái kênh YouTube của mình, thực ra là cái mình không có xử lý nhiều đâu. Mình quay thế nào thì mình cắt mình ghép lại chứ mình không có cắt bỏ đi nhiều bạn. À, ok. Đây cũng là mình không có nhiều hang đá. Nó cách khoảng tổng vài trăm mét thì có một cái hang đá. Đây, đó là đẹp đây, Mary Christmas. Cái này là cái gì à? Cái này đông người ta. À, đây là cái trung tâm Anh Ngữ các bạn. Cái này là không? Cái này là đèn màu xanh hết này. Đèn màu xanh hết là cây thông Noel. Trước nhà ở phía kia là cây trắng. Cây trắng đèn xanh, còn cái đây là cây xanh đèn xanh luôn. Đẹp các bạn. Giáo họ Thuận nghĩ là nãy là có là gì Bình An Thượng sẽ có Bình An Hạ. Mình đi hết cái đoạn đường này các bạn. Đây phía trước mặt của chúng ta có một nhà thờ nữa. Thực ra là mình đã đi cái đường Phạm Thế Hiển này nhiều lần rồi, nhưng mà mình không có đi vào ban đêm. Ban ngày thì cũng bình thường thôi các bạn, nếu các bạn đi mà ban ngày thì bình thường thôi. Nhưng mà ban đêm vào dịp Noel là ở đây rất là lung linh, huyền ảo luôn, quá đẹp, xuất sắc luôn á. Cho nên là quá trời khách rồi, những bạn trẻ đến đây để vui chơi nè, nói chưa.
Ở đây có một cái cho vô ta. Đẹp quá à, không cho vô. Ôi ta trang trí đẹp ghê luôn. Để hỏi trước kia coi ta cho vô ta. Wow, cái cây không quên, rất là đẹp quá, cao em ạ. Ok, đi tiếp. Đi tiếp coi, đi tiếp coi. Wow, đây trang trí cũng khá là bắt mắt nè. Nhưng mà đoạn ở trong này là không có hoang đá nhiều. Đây, hang đá đây bạn ơi. Oh, cái này là cái đám cưới. À, chắc có lẽ là mình nghĩ là ở đây là họ đang làm lễ cho cái bên cái hang. Vào một xíu nữa rồi mình sẽ quay ra. Đây là tông đèn khác rồi, các bạn thấy không? Tông đèn bây giờ đèn sáng luôn rồi. Tông đèn sáng thôi không, chứ không có nhiều cái thông quen nữa. Cái này vẫn thuộc nó ra cái phường. Này là giá xứ bình thường à, mình thấy là cái giá xứ này hình như nhỏ nhất trong cái khu vực này mà. Ok, mình quay một chút xíu cho bạn xem thôi. Ra là ở đây giá xứ này cũng nhỏ mà họ trang trí cũng khá là đẹp luôn. Có hang đá nhưng mà khá là cầu kỳ các bạn, khá là cầu kỳ, cầu đi kêu khá cao rồi, cao lắm. Ok, đây là giá xứ Bình Sơn. Ok, tiếp tục qua các dấu xứ khác ở khu vực đường Phạm Đức Hiển các bạn. Quá đẹp luôn các bạn, cái này chưa có mở cho vô xem. Rất là đẹp luôn.
quá đẹp, đây có một thân quen quá đẹp, cao quá, cao quá, cao quá, lòng cái này cái thông Noel quá cao luôn. Quá đẹp rồi bạn ơi. Ok, chúng ta tiếp tục trên đường đường hầm hiện này còn rất là nhiều chỗ đẹp lắm bạn. Đây là một cái góc nhìn khác này. Quá lung linh luôn. Ok, mình đã bước vào cái nhà thờ khá lớn ở khu vực đường Phạm Thế Hiển, xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8 này bạn. Đây là nhà thờ Bình An Thượng. À, Bình An Thượng đây. À, khá là lớn nha các bạn. Đẹp. Các bạn đi vào đây thì gửi xe không có người xem đâu, không có người coi đâu, mình tự coi thôi. Đó, ở đây có cây dừa nè. Đây có cây dừa nè các bạn. Mọi người đang chuẩn bị làm lễ với lại đang tập nhạc rồi các bạn. Đây, rất là đẹp nè. Đó, dừa nè đúng không? Rất là lớn luôn. Này khá là lớn. Ok. Wow. Oh. Oh, tìm thêm một cái cái này là cái gì ta? Nguồn nước. À, cái này vùng nước ở đồng bào Tây Bắc. Rất là đẹp luôn. Bây giờ đó. Đẹp lắm. Xuất sắc. Bên đây là cái chuông. Một hệ thống chuông luôn chứ đâu phải một cái chuông bạn, nhiều chuông. Ok, phía sau này cũng có nữa kìa. Tấm giá này phải không? Ok. Để ra ngoài quay vô cho các bạn xem hết. Khá đẹp nha. Ô, quá cao luôn, đây là ở đây gọi là cái gì? Đây là hang đá siêu to khổng lồ á. Rồi học sinh giờ vô hình như là chuẩn bị tập kỹ nghệ. Đây. Tấm đường đang thượng. Đường cũng có kìa. À, đây. Khá là rộn ràng. Cái này là nằm ở địa chỉ 2903 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Thôi xem qua. Quá hình đáng luôn này. Đẹp quá. Công kỹ lắm các bạn, làm lên được rất là cao luôn rồi. Cao lắm. Wow. Nhưng mà điểm nhấn mình thấy là có cái nguồn nước kìa. Ok. Đây là nhà thờ Bình An Thượng.
xác là bạn, đây cũng có những cái hàng đá giống như đồi luôn à, đồi núi luôn à. Đây. Quá đẹp luôn. Trong này rất là đẹp nè. Hôm nay do đợi trống vì lý do kỹ thuật nên sẽ không có tổng giờ ngày hôm nay, nên bây giờ tôi xin mời kênh đoàn Teresa chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục của mình. Và ok, ở trên đường Phạm Thế Hiển này thì mình thấy cái giáo sứ ở đây là giáo sứ Bình An nè các bạn. À, giáo sứ Bình An là đông vui lắm và hiện tại đang rất là đông luôn. Ở bên trước thì mấy anh chị bán me chua nè, cốc chua nè, xoài lắc nè, xoài chua nè, rồi có nhiều đèn rồi trang trí để đi chơi Noel các bạn. Ok, không khí Noel đã đến rất là gần ở giáo sứ Bình An rồi. Trên đường Phạm Thế Hiển 2287, Phạm Thế Hiển qua đó đây là rất là vui luôn. Hiện tại là rất là nhiều giáo dân và mọi người đến đây để đi lễ này các bạn, tập luyện hay như các dân nghệ rồi sao. Bên kia có ông già Noel này các bạn không, bên kia có ông già Noel này đang rắc chuông luôn, tự động luôn kìa. Đẹp quá, thấy chưa, đẹp xuất sắc chưa. Ok kìa, lạc đà được kìa. Ok, đây có một cái cây thông quen phải nói là cao nhưng mà không quá đẹp luôn, quá đẹp quá đẹp quá đẹp. Bên kia là bên trong nhà thờ, bên kia là trong nhà thờ nha các bạn. Mình Chúa Giáng Sinh, người đang làm lễ, bên trong cũng rất là đẹp các bạn. Chú là diễn viên hả chú? No, no, I'm not. Bây giờ khá là đông, bây giờ mới là 18 tay rồi bạn, còn 6 người nữa mà đây rất đông nè, mọi người đến đây làm lễ nè. Đây hang đá khá cao nè, thấy chưa? Siêu to khổng lồ luôn, quá đẹp. Vinh danh Chúa trên trời. Tên của chú là tên gì con? Tên hả? Dạ. À, cuộc sống văn hóa ẩm thực. Cuộc sống văn hóa ẩm thực, nó sợ rồi đó. Nó có cái màu xanh xanh nữa. Ok. Thank you. Có rồi đó, nãy là có rồi đó. Cuộc sống gì thế chứ? Cuộc sống văn hóa ẩm thực. Cuộc sống văn hóa nè. Ok. Đây là góc nhìn khác các bạn, khá là đẹp này. Ok. Đó. Rồi không khí rộn ràng, Noel đến gần lắm à. Không vui quá trời luôn.
đây, xin tạm biệt và hẹn gặp lại nhà thờ Bình An ngày Noel. Giờ khá đông rồi, để đi đây các bạn tổng thể luôn, nhiều cái nhà thờ cả đó, giờ khá là đông này, mọi người đang tiếp tục vào. Ok. Chữ cái chữ gì đó ok, phía bên này là có một cái hang đá khá là đẹp, và bên đây độc đáo này này các bạn, bên là có một cái gian hàng làm quay quá đẹp luôn. Đây là chúng ta đang ở trong giáo xứ Bình Thái các bạn. À, giáo xứ Bình Thái đây. Khá là đẹp đây các bạn. Đây. Bên trong đó các bạn. Nói chung là mỗi nhà thờ ở trang trí theo một cái phong cách khác nhau. Và đa số là đều là những hàng đá rất là đẹp luôn. Đây là đàn ngồi không? Đẹp. Xuất sắc luôn. À, giáo xứ Bình Thái. Em phát cơ đây. Chúng ta đây, dài vào đây này các bạn. Rồi chỗ đó cái thác nước các bạn. Nước từ trên cao luôn chứ. Ở đây có cái. Đây. Đẹp đây. Cái Bình Thái á, đây là những cái thiệp chúc mừng Giáng sinh. Cái gì đó, ok đó, quay cho bạn xem phía trong của giáo xứ Bình Thái này, một trong những cái giáo xứ lớn đó, khá là lớn và đẹp ở khu vực Xuân Đạo quận 8 trong mùa Noel hôm nay. Mọi người đến đây khá là đông này. Anh livestream không? Dạ, đây giáo xứ Bình Thái. Ok. Đây có cái tháp chuông rất là cao luôn. Đối diện chúng ta là nữ vương ban hòa bình, quan Bình An. Ngoài nhìn vào các bạn đẹp nha, trang trí khá là lộng lẫy luôn á. Nãy giờ đem theo con gì? Nó đi chơi vậy? Ngoài mọi người bán đồ quá trời đây. Giờ khu vực này khá là tấp nập nha, mọi người đang buôn bán đồ quá trời kìa. Này mà vào đêm đó thì đêm Noel 24 thì nó kẹt cứng luôn. Bữa qua bên kia quay mình xem. Đông vui chưa? Chúng ta đây cũng khá đẹp đẹp ạ. Bên đây là bên này không cho đóng cửa, không cho vào. Này ông cho vào các bạn, trang trí cũng rất đẹp. Đây nhìn xa này, nhìn xa vào đây, khá là đẹp luôn.
chuông rất là cao luôn ạ. Ở đây có kem khói kìa. Mọi người có thể ăn bạc đực, có rất nhiều món ăn bạc các bạn ơi. Thử thức. 3 4 5 6 kem khói. Kem khói, kem khói. Ôi, anh kem ra khói luôn. Không vui quá. Ok, xin tạm biệt tạm thời tạm biệt cái giáo xứ Bình An để quay cho các bạn ở nhiều cái giáo xứ khác. Bây giờ đây khá là đông rồi. Đẹp lắm. Ok, như vậy là mình đã trải qua và quay cho các bạn xem hầu như là những cái giáo xứ, những cái ngôi nhà thờ đẹp và đó là nhất ở trên đường Phạm Thế Hiển rồi đó. Và mình cũng đã vừa mới đi ra khỏi cái đường Phạm Thế Hiển rồi. Và mình sẽ tạm biệt các bạn, tạm biệt quận 8. Mình sẽ hẹn các bạn ở một video tiếp theo ở một cái xóm đạo hấp dẫn nữa ở Sài Gòn. Có thể là đó mà là một cái xóm đạo ở quận Tân Phú, có thể là một cái xóm đạo ở quận Bình Tân. Ok, và mình sẽ hẹn các bạn ở một cái xóm đạo vào đúng cái dịp Noel và sẽ quay cho các bạn xem khung cảnh cực kỳ là náo nhiệt luôn. Hiện tại thì ở bên trên đường Phạm Thế Hiển là những người dân cũng như là những người mà bán những món ăn vặt, ví dụ như là me trộn rồi bánh tráng trộn rồi là bánh nướng rồi, bánh tráng nướng rồi, nhiều món đã sẵn sàng rồi và cũng đã có lượng người, lượng cô du khách cũng như là giáo dân họ đi về khu vực quận 8 này để xem cảnh đẹp, trang trí các hang đá rồi các công viên tuyệt vời. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.